nó dày mà chống chống. Lấy đầu đổ ra quay video coi. Lấy đầu đổ ra quay video coi. Để trên đây, để trên cho nó cân bằng. Ở đây nè, gãy con. Quá nắng khủng khiếp luôn. Nước cạn có phải không? Bắt đầu rồi, kinh vô cho nó sơ đi. Có cái đồ con nào nó dày. Cui cui. Ồ, gai không? Bằng cái bàn tay luôn. Ồ, quăng quăng tay luôn. Bằng bàn tay luôn, đúng rồi. Đem vô. Thấy không? Được rồi. Quay hai bên luôn. Được rồi. Tình dình đi. Trời ơi, ba cái rô. Rô ra. Lấy cái mấy cái xô sao? Ồ, cái nhà khủng khiếp luôn. Hai cái luôn nè. Cái rô ngon không hả trợ. Ồ, nó bự nè. Nó ú u luôn. Đừng gần quá, đừng có nó bự, nó ú u lớn rồi nhìn đi. Ồ, lật bì lên nắm hai ngón thôi. Ồ, nó nè cả nhà, khủng khiếp luôn. Nó bằng bàn tay luôn chứ đừng. Mập. Không nè. Ồ, đây nè. Đây nữa nè. Con nào mà nó nhỏ. Đây nè. Đó. Con nào con mấy. Ừ, ngoài dưới. Rồi đây Út lụm đây cái rô riêng ra Út. Ừ, riêng rộng chứ. Cho nước giùm nó hay sao? Khủng khiếp, ngon rồi, khúc bắc ngon, khủng khiếp. Rồi cho vô nước đi, miếng nước nha. Rồi vào đây nhiều quá. Rồi lọc cho miếng nước không? Cho miếng nước không cho nó tỉnh không? Lấy hàng lọc, rồi cho cái lọc vô. Ít nước của nó không trở mình được. Đã sạch rồi. Mấy cái tre vô riêng ốc rộng rộng riêng cái tre. Sao chung được? Rộng riêng hết. Cá bán được chứ. Cá lóc này hay thường nữa không? Có cái rồ. Mời cá rồ. Cá rồ giờ nó bơi dưới nước là mê hết à. Nó mà nó đang ngạt rồi mà. Múc vào hoài lậu. Bây giờ này đuối đẫm. Đuối đẫm luôn. Còn đây cái tre này. Đi vàng chắc cái lóc nãy giờ nó cũng nó tỉnh rồi, nó muốn tung rồi nè. Con cá bự chắc cũng dìm dìm nửa ký ha, từ 4 lạng còn sống tỉnh. Chút chết cộng ra quên được cái trái, cái trái, cái trái miếng cho vô. Đây, cá lóc cũng tỉnh rồi, mà nó chưa bay là biết. Tỉnh lương từ... lương chung cái tre đi. Lương người ta đây. Coi có liền hả? Ừ. Bán như dầu nồi cho chết sáng rồi. Nó xuống như hết rồi, nó nằm như hết. Còn nó cầm.